Tùng Quê kính chào toàn thể bà con xa gần, kính chào những người thân quen trên kênh Tùng Quê. Bà con thân mến, hôm nay thì vào buổi sáng giờ này thì mới có 5 giờ mấy, chưa được 6 giờ thì Tùng Quê có mặt ở nơi đây là gần nơi mẹ Nam Hải rồi quý vị. Thì hôm nay Tùng Quê cùng với anh Bảy Vớt, đồng Bảy Vớt đi phát quà và viếng mẹ Nam Hải luôn quý vị. Thì đêm hôm thì tới đây khoảng 2 giờ mấy đã đến rồi. Giờ đây thì đoàn đã dùng cháo xong và chuẩn bị đem một số quà vô nơi đây là cái điểm đại cháo. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên thì Tùng Quê kính chúc toàn thể quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống và luôn gặp nhiều may mắn nha quý vị. Vô ăn cháo rồi tài xế. Đi ăn, vô ăn đi, ra đi. Hả? Vô ăn đi. Mới ăn không ăn đi phải không? Lên đây là nơi nơi mà chúng tôi mới vừa dùng cháo xong nha quý vị. Đi lại mẹ Nam Hải. Cái thưa quý vị, đoàn chúng tôi đi hai xe, một chiếc xe như vậy là 45 chỗ và một chiếc xe 16 chỗ, hai xe chắc khoảng 60 người. Các bà con mình vừa ăn cháo xong, giờ chờ đợi lên xe đặng mà tiến hành đến cái chỗ mình diễn đầu tiên. Còn đang tắm nữa nè. Kính thưa quý vị, Tuấn ơi, tôi đã gặp Đệ Ngạn rồi quý vị. Đệ Ngạn hôm nay cũng là cái người hướng dẫn đoàn. Thôi chào Đệ Ngạn, chào anh Bảy Vớt. Đứng gần chút xíu ơi. Làm gì? Hôm nay thì hiện tại xe mình đậu nơi đây là vị trí như thế nào, mà đây gần tới chỗ mà phát quà mình gần không, rồi chỗ giếng mình gần không, Đại Ngàn nó một xíu đây. Đây là gọi là chùa của Dũng, từ đây tới mẹ Nam Hải là cách hơn cây số. Cây số à? Cây số là tới mẹ Nam Hải qua thăm luôn. Còn ở đây là chưa bằng chùa hả? Chùa của Dũng. Nơi đây là đã dành cho những đoàn tham quan từ thiện ở chợ mới An Giang, một cháu hảo ghé đây dùng cơm, dùng cháo, nghỉ qua đêm. Chợ mới Phú Tân cũng được ha. Bất cứ chỗ nào. Tháp được. Tại vì nó chỗ mới không à. Rồi. Tháp An Giang, Kiên Giang thì đó đủ chỗ cho. Rồi, cảm ơn Đại Ngạn nhiều. Không biết được thông tin, bây giờ mình lên xe sao? Giờ lên xe. Rồi. Lên xe, hành trình mình đang tiếp tục. Cái thưa quý vị, giờ đoàn bắt đầu lên xe nha quý vị. Xe đặng mình đến giếng cái điểm đầu tiên, đó là mẹ Nam Hải. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ quan âm Nam Hải nha quý vị. Thì đến đó thì chúng ta tập trung vào, chúng ta cúng thịt tập thể, rồi cái quý cô bác mình tự tiện đi giếng. Nhưng mà đúng 8 giờ phải chở ra đúng chỗ mà xe nó thả mình xuống đó, để mình lên xe để mình tiếp tục mình đi tiếp nha quý vị. Phong cảnh mình thấy cũng hơi lạ em gì, có một cái gương mặt của Du Hùng. Nơi đây là chỗ khu du lịch của chúng ta thì sắp sửa đến mẹ. Hôm nay đi trên xe mình thấy ai cũng vui tươi hết trơn, phấn khởi vui tươi hết nha quý vị. Vậy là chúc mừng năm mới. Đây là khu vực ấy tham quan thôi. Đó, qua cầu người tới rồi đó. Ngay chỗ đường ra biển đó sao? Qua cầu người tới. Ra chỗ cái ấy nè. Đường biển mà chỉ đường biển hả? Biển rồi. Ôi ơi, ở giờ nghe ra cái chỗ mật như lặt bây giờ.
À, kính thưa quý vị, chào anh Bá Dứt. À, kính thưa quý vị, đoàn chúng tôi đã bắt đầu lên đường để mình tiến tới nơi mẹ Quan Âm ở Nam Hải. Nơi đây thì theo mình được biết là vào ngày mới là 18. Và bữa nay là 18 quý vị. Tối nay rất là đông. Ngày mới là ngày chánh lễ. Khoan quý vị dừng lại chút xíu. Mình đang mua bông. Chờ chờ ha. Dạ chờ chờ để cho anh Ngạn mình mua bông xong rồi cái đi mình đã đi. Đoàn chúng tôi khoảng 60 người quý vị. Sao mấy chị đúng không? Có ngủ được không? Được chút chút. Dạ. Rồi sáng này nó có trở ngại về sức khỏe không? Cũng không. Cũng ổn ha. Ráng Dạ. Đặng mà mình tỉnh táo mà chắc nữa mình chiếm con âm cho ngon lành. Đó nghe tràng pháp là tỉnh rồi. Dạ. Ủa đệ tử. Có quen không đệ tử? Ờ. Có quen không? Cái đồ gì đoàn chúng tôi khoảng 60 người. Hồi trước giờ có ai chưa đi thì chỗ này giơ tay lên. Chưa đi chỗ này nè. Ủa vậy là cũng khá khá. Có đi rồi giơ tay lên. Quá nhiều luôn. Vậy là có một số người chắc khoảng 1/3, 1/4 chưa đi. Đúng ra là bữa nay tôi gặp người lạ nhiều quá, có anh này tôi quen nè. Kìa nó theo đấy kìa. Quay gà, nó theo quay gà. Con tên gì con? Con tên gì? Hả? Dạ. Rồi nhà con đâu? Nhà đâu, tôi là kìa. Tôi kìa mà dám đi chơi tới đây hả? Mày gan dữ vậy. Xuân gan cùng mình hả? Sáng sớm mang giúp ngược. Nhà nó đây mà bán đồ mẹ bán đồ mà đó, cô bác chị sao không nhớ luôn. Dạ. Rồi xong chưa anh Ngạn bắt đầu lên đường. À, cái đồ quý vị giờ đây thì cùng quê sẽ đi lần tới cái cổng cái gì. Quan Âm Phật Đài. Lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm vào ngày 1/2/2023 nhằm ngày 18-19 tháng 9 Quý Mão quý vị, là tức là ngày nay và ngày mai. Vậy là mình đi vô đường này nè quý vị ơi. Đây mình chụp bức hình không? Ngãn ơi ngãn. Kính thưa quý vị, đây là đoàn của anh Bá Dứt đi phát quà ở làng Mù. Sáng này thì được viếng nơi đây là Quan Âm Phật Đài. Kính mời toàn thể đồng cười tươi. 1, 2, 3. Quá cứ đẹp luôn quý vị ơi. Đâu rồi, để tôi quay gần một chút xíu thôi. Tại chú lưu chú tù là mất thời gian. Đó, chào đi, quá đẹp luôn nghe quý vị. Bữa nay tôi thấy người lạ không, không có người quen. Nhớ quý vị được con hiếp tôi nha quý vị. Rồi, xong, lên đường. Cái đủ quý vị, đoàn của chúng tôi đang đi lần vô trong nha quý vị. Hôm nay trời có mưa, nên sân chùa bị ướt.
mình thấy nơi đây hình như có đãi bánh mì nữa gì đó quý ơi. Ở đây có đãi cháo nữa gì á. Anh Kinh Đô thì mình thấy chỗ này bữa nay có một cái rạp che. Tới trước sân chùa rồi, mình thấy tượng Quan Âm rồi. Nào mà thấy mây đang lên đây. Buổi sáng cũng hơi tối một chút đó quý vị. Kính thưa quý vị, sáng sớm nơi đây thì hiện tại em thấy bà con cũng đông đông. Có một số đồng đạo cũng đang cúng bông. Phái đoàn của chúng tôi cũng đang chuẩn bị để cúng đèn trái cây. Thank you.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lạy kính Đức Phật, Đức Thầy. Lạy kính Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, kính thưa toàn thể quý cô bác. Hôm nay là vào ngày 18 tháng 9 năm Quý Mão 2023. Toàn thể phái đoàn chúng ta có nhân duyên lành trở về đây là dùng đất linh thiêng hiện diện của Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, để chúng ta trước cầu nguyện cho quốc thế gian an, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nguyện cầu cho gia đình chúng ta được bình an mạnh khỏe, và cầu nguyện chúng ta được nghiệp quả tiêu tan, bệnh tật tiêu trừ. Vậy kính thỉnh với cô bác mình buông xả nhân duyên, trở về tâm thanh tịnh, đồng hướng tâm về Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, hành kính lễ ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và kính thỉnh có vị trí đồng quỳ. Người đứng người quỳ, chắp tay dâng hương lên trán, hành tâm tha thiết khẩn nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm Quý Mão, toàn thể chúng con trở về đây quỳ trước Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng con thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, nước nhà thịnh vượng, thế giới năm châu được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa. Cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho cổ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh. Cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng thêm phước thọ, sống lâu khỏe mạnh. Cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho phái đoàn chúng con khi đi được bình an vui vẻ, khi trở về nhà được dơi đi nghiệp lực, giải hết quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành, đến ngày thành công viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời cô bác mình tự nguyện thầm trong tâm. Dạ, nguyện xong thì thỉnh đứng lên. Dạ, đồng xá hòa thâu hương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi mà có bác hình thâu hương. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
và những nén hương đã được hành tín cắm xong, và các bác mời quỳ xuống. Lại bốn lại, hành tâm lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật. Hành tâm lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật. Hành tâm lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và thành tâm lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và thỉnh đứng lên. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, mời các bác mình ngồi xuống ha. À, ngồi xuống, chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và chúng ta niệm danh hiệu, và chúng ta có nỗi khổ niềm duyên vậy thì chúng ta cứ việc tâm sự ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mời các bác mình chúng ta cùng niệm Phật. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi phần cầu nguyện đã xong, mời các bác mình tự tiện và chúng ta đi vòng vòng tham quan, đảnh lễ hai bên phía sau. Chúng ta đi vòng vòng tham quan phía sau. Cái đủ vị giữa sân thì có tượng Phật Bà, hai bên thì có cũng có hai cái nơi để mà thờ phượng. Kính mời quý vị chúng ta vô trong đặng mình diễn hang đầu, chúng tôi đang vô trong quý vị. Hồi nãy anh đi đoàn chúng tôi đang vô nhau vậy. Bây giờ là tôi hết biết đoàn tôi là ai rồi. Yeah. Có quen thì giơ tay. Kính mời quý vị chúng ta vào bên trong. Kính mời quý vị hướng đến chánh điện ở đây.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát quý vị ơi, kính lễ. Nam Mô Vịnh Diêm Vương Bồ Tát. Nơi đây là một Kiền Liên Bồ Tát quý vị. Chúng tôi nhận thấy có một cái hai cái chuông rất là lớn như vậy, hai chuông quá lớn luôn, chuông này thấy nó cũng rất là cổ luôn. Kính thưa quý vị thân mến, Đức Thầy có dạy quý vị lệnh Quan Âm dạy biểu khùng tròn cho bổn đạo rõ nguồn chân lý, nên quý vị thì Đức Thầy cũng được lệnh Quan Âm để mà giáo hóa chúng sanh, dạy dỗ chúng sanh trong đời một pháp hậu ơn. Hiện tại thì hôm nay đoàn của chúng tôi cũng có dịp đến đây tượng trưng là cái nơi nơi đây là mẹ Nam Hải, một bức tượng Phật Bà ở giữa sân cũng rất là đẹp. Kính thưa quý vị thân mến, để ghi dấu lại kỷ niệm nơi đây là nơi Quan Âm mẹ Nam Hải ở tại như đây là ở Bạc Liêu, thì đồng đạo chúng tôi cũng muốn nhắc lại một đoạn giảng của thầy, trích đoạn trong quyển 3 có liên quan đến Quan Thế Âm mà Đức Thầy đã nhắc lại. Vì kính mời quý vị sẽ lắng nghe anh Châu Thành Tám sẽ thành lòng diễn âm lại một đoạn trong quyển 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Âm Như Lai cầu xin chư Phật
cứu nay dương trần. Khuyên đừng chối thánh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thấy trần chẳng kiên. Lương thần ghi chép liên miên, nào tối nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế ngọc hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương khó đứng khôn ngồi, xót xa da ngọc bồi hồi tâm trung. Nam mô A Di Đà Phật. À, cái tổ vị mến về đây bắt đầu chúng tôi sẽ vào giếng ở phía trong. Ở nơi đây thì giống như là một bên là Đông Lan, một bên là Tây Lan nhé. Thấy hai bên có hai ngôi chùa. Mình vô trong mình kính lễ không vậy? Cô Ngọc xá lợi Phật đây nha. Giếng đây. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Quan Âm. Ngọc xá lợi Phật quý vị, mình thấy có nằm ở đâu? Chúng tôi thì có Ngọc xá lợi Phật ở đây nè, có ở trong đây gì đặt nằm ở trong đó, cái trong đây là đây đứng ở đây nằm ở trong đây nè, xá lợi tóc tóc hả? Sao là tóc rồi? Mình thấy không rõ. Chỗ này là để xá lợi Phật vô đi. Mình thấy không rõ. Đây là xá lợi của chân răng Đức Phật không quý vị? Xá lợi chân răng của Đức Phật. Còn xá lợi này là xá lợi gì? Là xá lợi tóc mà nhìn thấy rất là khó.
Quang. Nam mô Quang Đế, cái Quang Thế Âm Bồ Tát. À, kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì đồng quê đi ra xe. À, kính thưa quý vị, giờ đây thì đồng quê sẽ cùng phái đoàn lui ra ngoài giống như. À, kính thưa quý vị thân mến, hiện tại mình thấy chỗ này bà con che đi. À, tối nay đi hôm là như có ngủ đây không gì. À, chỗ này thì cũng có đãi bánh mì. Ở đây có đãi bánh mì kìa. Cái gì? Kính thưa quý vị, nơi đây cũng có ban tổ chức cũng đãi đãi cơm rồi cũng có cà phê, cũng có bánh mì quý vị. Cũng có nhiều món quá. Rồi à, đoàn mình ra hết chưa? Rồi. À, cái đồng quyền. Mấy người đâu? Các cô các chị mình ở đâu đãi đây? Phú Tăng hả? Phú Tăng hả? Phú Tăng đây, Phú Tăng đây. Phú Tăng là học giáo hảo đây. Đó, à, em. Phú ở đâu rồi đi quay đây? Phú Tăng. Em xin miếng nữa đi chị, em mấy người đây. Rồi, cảm ơn luôn. Cảm ơn là bà khen nè. Ai đây? Nam mô Tăng Giang đây. Đây nè. Rồi đây có đãi ở đây là nấu như bún riêu cái gì đó mà đãi bún riêu luôn cái gì ơi. Đãi bánh mì gì đó cũng đầy đủ hết thôi mình. Kính thưa quý vị thân mến, cái nơi khu vực mà đang che kính gì gì nè là hiện tại chùa đang xây dựng là cái gì, là mình được biết đó là xây dựng lại cái tượng đài của mẹ Quan Âm, vừa tượng và nền là 40 mấy mét. Ờ, 40 mét chiều cao á. Ờ, có nghĩa vừa tượng vừa nền luôn. Ủa vậy là cao lắm rồi nghe. Yeah. Anh trưởng đoàn của chúng tôi hiện tại còn ở đây không gì. Mình hẹn với chỗ phát quà là mấy giờ? Dạ, cái đó 9 giờ rưỡi hoặc 10 giờ. Có cho giờ luôn vậy đó hả? À, cái vụ này cũng hơi căng rồi nha. Mình tính giờ dắt cho nó đàng hoàng ha. Dạ, mình chuẩn bị ra để mình tiến ra mình vô nó đi. Xe để mình trở về hương biển. Kính thưa quý vị, giờ đây thì đoàn của chúng ta đã ra ngoài. Đoàn của chúng tôi đã ra ngoài để mà đi chở về xe. Thì hiện tại bà con cũng đang tập trung, tại vì mình có một kế hoạch mới là giếng nơi hương biển đó gì, một điểm giếng nữa rồi mới tới mới đi thẳng đến chỗ phát quà. À, được biết thì ngày mai là anh ta Châu Tám à? Mình nghe nói là ngày mai là ta đông lắm. Ngày mai là mời cúng ngày 19 lãnh cánh lễ phải không? Tối nay hả? Tối nay là bà giàu giấc tối. Là khác đẹp. Ủa gì hả? Ngày mai các thầy chế chú ý.
Tốt, có con khỉ gì hả? Cho xe vào bến bãi. Rồi, lên đường tắm đi. Mẹ Đông Hải là ở đây không? Mẹ Đông Hải là đây đó. Đông Hải ở đâu nữa? Đông Hải. Ờ, Đông Hải đó, khó lắm, có đâu phải đi tắt cán vô. Vậy đó hả? Ờ, cũng gần ở đây nè. À, kính thưa quý vị, nơi đây thì đoàn hải đoàn của tôi đã xuống nơi đây là nơi nhà hàng Hương Biển gì đâu quý vị. Ở đây thì mình thấy nhà Hoàng Ngọc II. Ở đây cũng có nhà hát nữa quý vị. Ở đây gần biển rồi nên thực phẩm về cá biển rất là nhiều nha quý vị. Sao con không đi sao mà tới đây trở lại hả? Đợi ha. À, kính thưa quý vị, bây giờ thì bắt đầu đoàn tôi chúng tôi đang đi ra một cái nơi có cái cầu. Tôi bây giờ mình lấy liệm con. Đó, rồi thò lòi nó bò lên kìa. Nhóc lên đây nè. Ở đây kêu bằng cái gì? Nhà hàng Hương Biển. Nhà hàng Hương Biển hả? Hương Biển nhà má. Hương Biển nhà má. Hoàng Ngọc II. Ở đâu? Là con cá hay gì? Cá kẹo hả? Thôi lội. Ủa sao nhiều con thế hả? Này nước giọng hả? Nước giọng nè, con thò lội thế. Gì hả? Nhiều dữ hả? Giống cá kẹo hả? Rồi kính thưa quý vị, chúng tôi đi ra nơi đây là một cái cầu ra tới ngoài nhà hàng ngoài kia hả? Gì quý vị ơi? Anh ơi, anh hả? Nhà hàng này là nhà hàng gì Ngọc á chứ không phải Hoàng Ngọc hay gì? Hoàng Ngọc II đó. Hoàng Ngọc II nè. Ẩm thực hải sản. Ừ. Cho nên mình không có gặp hải sản mình không có ăn. Ồ vậy là mình. Vậy là mình không có lợi cái dân chỗ vua Hùng Vương rồi. Anh kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi đang ra ngoài giống biển đang nước đang ròng. Ai cắt anh đúng không vậy? Sóng gió hả? Sóng gió. Sóng gió. Nè anh chặt quay em đi đứng vậy đó. Thôi lỡ đi mình đi tới luôn thôi sao? Đi luôn đụng ngoài luôn thì vô. Phải đi. Cái này nước rộng mà nước rớt này ngập. Ngoài kia là biển đâu gì, ngoài có mấy cần cẩu để làm gì vậy? Hả? Ủa? Cái đó điện kìa. Điện gió. Sáng nè, đúng rồi, chưa đi ra vô. Chưa đi vô. Ồ, điện gió để túng ngồi ngoài xa ngoài hết sức hết ta. Dài luôn rồi. Ồ hết sức khen. Không có quạt khen, gió ít quá không có quạt kìa. Đúng rồi, nhiều đâu. À chúng tôi đã ra tới biển đâu gì. À hiện tại biển nước đang giật nha. À đoàn của tôi đang đi ra. Mời quý vị đi xem xem ra quý vị ơi. Mình tham gia, mình ra mấy biển rồi, bữa nay mình ra tới biển rồi. À, ra biển lên núi là chuyện bình thường.
Rồi đó tôi tính câu đi trong giang giữa đó. Gặp cái lớp đây. Mà đó nhắc lại nhắc giữ khoái luôn. Cái tôi về ẩm thực Hoàng Ngọc 2. Nơi đây thì người ta bán đồ biển nông nghiệp. Nhưng mà đoàn chúng tôi thì không có dùng đồ biển. Ra tới mấy biển nào gì ngoài hình như cũng cạn cạn đó, thấy sóng làm như nó bị cạn đó. Rồi. Rồi, cái thú vị các chú mình nói là cái này nó lún rất là sâu mà theo lội xuống dưới là dù khi tới đầu gối bắp dế luôn Huy. Hình như các anh các chờ để mình bắt cái gì hả? Đi thăm lưới hả? Ủa thấy ngoài như nó hơi cạn hay gì mà thấy nó hả? Rồi sau mình đi mà bằng gì ra ngoài? Để nước khô khô chứ bớt đi ra từ từ ra cái tới ngoài vừa. Để nước càng lấy. Có nghĩa là mình lộ bộ ra được hả? Được. Cắt không ngoài. Ủa vậy là đi không có lúng hả? Có chỗ này lúng chơi thơ đó lúng vậy thôi. Ồ vậy hả? Ừ, vui này mới xình. À. Rồi mình lộ xa ngoài mình thăm lưới ngoài. Đi ra tới xà lan hết luôn. À, có một ông chú ông lậu dưới rồi gì à? Thì đoàn đã đi vô trong rồi. Hình như chỗ đó có cái khu du lịch nó gì quý vị ơi. Giờ phải đoàn đang đi vô ngoài biển thì mình thấy nó có những cái quạt điện bật gió điện nha. Ông Diến ông thấy biển thấy nó có lạ gì không? Lạ chứ thấy nha. Dòm thì không thấy cây cối gì hết trơn hay trời. Bao la dòm đi nước ha. Thấy nước chỉ trời thôi chứ không thấy gì hết. Quá thế luôn rồi. Nó có cái chùm cây này nó cũng để cho chim đậu ha. Dạ. Được quá. Chứ đó là cũng như thiên nhiên. Dạ. Yeah.
Cái tôi đây đi một vòng hướng này thì mình tham quan cũng được, nhưng mà quá xa nên chúng tôi không, đoàn chúng tôi không có đi nữa. Giờ đoàn đã ra trở lại xe rồi. Ở đây thì bán đồ biển rất là nhiều, giống như là các con vật cá biển rồi đó gì rất là nhiều. Đoàn chúng tôi thì không có mua. Có khu du lịch vui chơi gì đây mà không biết là trong đó như thế nào, mình không có vô. Nào vậy chú? Kêu chú khang. Ai? Phải đó. Rồi mình có đâu có vô đây hả? Hồi nào giờ có đi ở đây không Tiên? Dạ. Đây cha con có đi đại hành đựng làng. Làng hả? Dạ. Ờ cái này thì như mình vô mình phải có vé vô được phải không? Dạ, bao vé vô đó tắm. Dạ, ở chỗ này chỗ ấy hả? Như vậy là vô đây mình phải góp vé với vậy. Điện tấm nhân tạo. Hôm nay thì ở đây thì cũng chưa có đông hơn nhà mơi. Nhà mơi thì chắc là rất là đông. Theo quý vị. À, cái thưa quý vị, mời quý vị cười tươi. Cười. 1, 2, 3. À, cái thưa quý vị, phái đoàn của chúng tôi đang đẩy bánh mì nha quý vị. Đây là ban hậu cần của chúng tôi cũng lo bánh mì cho đoàn nữa. Vì mà hồi sáng giờ chưa sức kêu. Chú Tùng Quê ơi, cho chú mì không? Rồi, làm luôn. Cho Tùng Quê ổn mì đi. Đó chưa, đó chưa. Làm luôn. Cho hỏi trước đi. Đây. Đây luôn. Thử mì thì xả luôn. Đây. Cô quay luôn, quay luôn đang phát bánh mì mà. Quay luôn đang phát bánh mì kìa. Sáng này hả? Ừ, đang tới đây. Đang vô cái phía này coi. Bánh mì quá ngon quý vị ơi. Bánh mì là bánh mì từ thiện bác tại thành phố Bạc Liêu. Đây ông nào đâu? Đây đưa cho ai ngoài đó. Tám đâu? Làm đi làm đi, nhóc hết trơn. Sao nhớ đưa xem cái ổ con. Nhớ cái đầu của con nè. Lại đang qua bên bển lấy cây vô chưa dùm anh Tân. Còn cây vô chưa trong đó nữa. Nhớ cái đầu của con nè. Lấy cây vô chưa dùm đây. Mày quấn kéo nữa sao. Mày mày xuôi làm đó. Bánh mì mình mới mua hả vậy ta? Mới mua. Cảm ơn nó rất là. Bánh mì. Nếu mà chạy đi mua thêm nè. Lượm lên. Đây nước tương. Đây dưa leo. Dạ. Dùng. Dạ dạ thật đấy. Đồng quê hả? Đồng quê hả? Ông nói đồng quê hả? Tùng quê. Tùng quê. Tùng. Vô Facebook quá hả? Không. YouTube. Dạ. Đưa cho bả 16 ổ đủ chưa ta? 16 bây giờ thấy kỳ hoài rồi. Đây nó đủ rồi. Đây chúng nó đọc tiêu ngoài. Đây đưa con đọc đây. Đây lên xe bên 16 giùm chị 6. Đây vô học đi. Vô học đi. Vô nghe ngoài 16 đi. Cái này vô bọc ra, vô bọc làm bánh mì, vô bọc đem lên xe này. Lấy cho anh 7 ngọt. Lấy ăn luôn đi. Có đồng lấy. À, kính thưa quý vị, đoàn của chúng tôi giờ phút này thì khoảng 8 giờ mấy. À, 8 giờ đoàn chúng tôi được đãi bánh mì. Ban tổ chức có hậu cần đem theo và cũng đang ăn bánh mì nha quý vị. Đang đãi bánh mì cho đoàn. Ngon không? Ngon không? Ngon, bánh mì ngon. Bây giờ đề nghị anh lại lo cho hỏi tài xế coi có ăn, mình lo cho tài xế coi. Có hỏi rồi. Dạ.
À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng không ngờ quý vị dòm lên chút xíu thôi. Thì ra là hôm nay chúng tôi được quay bốn cô giáo giáo viên, bốn cô giáo viên cấp mấy? Em dạy cấp 1. Cấp 1. Cô giáo tiên này cấp mấy? Dạ con cấp 2. Cấp 2. Thì rồi còn hai cô giáo phía sau nữa. Dạ cấp 2 hả? Cấp 2. Thành ra đó hôm nay chúng tôi có phước nha. Hai đứa mà lấy. Hồi sáng giờ đi rồi mình thấy tình hình, thấy trong lòng thấy vui hay sao nói nghe chút. Dạ vui phấn khởi lắm chú. Rồi rất hân hạnh được đi chung với phái đoàn này. Hẹn cái dịp nghỉ hưu sẽ đi nữa. Tại vì nói chung là mình đi với các anh các chị tập thể đây là mình sống về tinh thần đạo đức, coi như là con một cha ha, thấy vui vẻ. Nhớ là phải đem niềm vui đến mọi người, làm chẳng hái ác tiêu bệnh tật chút xíu mình pháp hòa mình thấy vui nữa. Lúc đó mình thấy bà con mà bị thương tật đó, chứ mình thấy tốt đẹp lắm ha. Rồi chúc mấy chị vui vẻ đây tới chiều nha. Dạ, vui vẻ. Tới chiều tới mời luôn. An lạc mỗi ngày. Dạ. Yeah. An lạc. Không ngờ bữa nay có cháu tiền của chúng tôi. Cháu tiền của được anh YouTube đã cho tiền ra. Ủa sao gì có vụ tiền bạc trong nữa?